nha. Bốn tám nghìn thì giá 2.000 thôi, còn 1.000 hết rồi. Bác nhanh đi ơi, rồi ơi làm như bình thường ấy. Thank you.
Em ơi, sao đấy? Mệt quá. Đỡ chưa? Mệt quá. Nhà ở tầng đâu để đưa về nào? Em ở dưới kia thôi mà. Ờ. Đỡ hơn chưa? Em đỡ rồi. Ừ. Em cảm ơn anh nhé. Nghỉ ngơi nhá, đi về đây. À, cảm ơn nhé. Ừ.
gì đấy? Ơi. Ấy trời ơi. Con lấy cho mẹ con nước đi. Chưa? Con đây con đi chăn gà với nhá. Mẹ chưa chăn gà được. Con đi lấy cơm đi gạo đi chăn gà. Đưa đây cho mẹ nào. Chị làm gì đây?